chào tất cả mọi người. Hôm nay Ánh Viên xin giới thiệu tất cả mọi người các động tác khởi động trước khi xuống bơi. Động tác đầu tiên là xoay khớp vai. Quay vai giúp mình khi mà hoạt động ở môi trường nước mà mình có thể dẻo dai hơn. Động tác thứ hai là xoay khuỷu tay. Mình có thể lặp lại từ 10 tới 20 lần. Động tác thứ ba là xoay hông. Động tác thứ tư là xoay khớp gối. Động tác thứ năm là xoay cổ tay, cổ chân. Đổi chân. Tất cả các bước trên là những động tác cơ bản khi mà mình cần phải vận động thì mình sẽ khởi động. Rồi sau đây là mình sẽ khởi động những động tác chuyên sâu về bơi lội. Xoay cánh tay. Và ngược lại. Tay sải. Tay ngửa. Và hai tay. Trên là tất cả các động tác cần thiết khi khởi động trước khi xuống bơi, phòng tránh khi bạn không có nóng cơ.